Vâng, xin được mến kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn một bộ cấu hình 2 trong 1, vừa nghe nhạc và cũng có thể là vừa hát karaoke. Vâng nha. Bộ này thì chúng ta sẽ thiên về cấu hình karaoke nhiều hơn. Đó. Thì trước mắt quý vị và các bạn đây, đang là một bộ cấu hình hát karaoke bao gồm các cái sản phẩm như sau. Trước tiên ở gần với lại phía màn hình chúng ta nhất, đó chính là em xúc điện của hãng JBL. Xúc điện của JBL. Em này thì có cái model là L8400P trên 100. Dòng xúc điện Bass 30 của hãng JBL. Vỏ ngoài thì là màu vân gỗ rất là đẹp các bác nhá. Cho các bạn xem bát của em này, rất là to, nó khoảng hơn trên 30. Công suất của em này thì khoảng 700W, công suất tầm 700W. Và em này là xúc điện JBL của Mỹ nhưng được sản xuất ở tại Mexico các bác nhá. Tiếp theo, một cái sản phẩm tiếp theo đó chính là một chiếc cùng là một cái cục main, cục đẩy công suất của hãng Amcro. Cái dòng này cũng là một cái sản phẩm được sản xuất ở tại Mỹ các bác nhá. Cái model của nó là C2000TX. Em này thì có cái trở kháng rất là rộng, từ 2 cho đến 8 ohm. Và cái công suất đánh ra của nó cũng rất là khỏe các bác nhá. Ví dụ ở 2 ohm thì nó khoảng hơn 1000W, 1300W. Còn ở 8 ohm thì nó khoảng 650W. Còn khi xin lỗi mọi người, ở cái 2 ohm là khoảng hơn 1000W đúng không ạ? Ở cái 4 ohm thì nó khoảng tầm hơn 600W. Đấy, cho một kênh. Và em này chỉ đánh đây là cục đẩy công suất 2 kênh các bác nhá. Và ở trở kháng 8 ohm thì nó khoảng tầm 400W trên một kênh. Đấy. Và chúng ta cứ ghép một cái cặp loa bầu như thế này, hoặc là một cái cặp loa BMB. Đấy, hay là một cặp loa JBL chuyên về để chúng ta hát karaoke là vô tư các bác nhá. Đấy. Và trên bộ cấu hình này thì hiện tại em cũng đang sử dụng một chiếc lọc xì của hãng Sansui, có cái model là SE88 các bác nhá. Và cái dòng này thì nó cho chất âm rất là hay. Đây các bác đang nghe thử chất âm của cái em lọc xì này. Và ngoài ra em cũng đang kết nối với này một bộ micro không dây của hãng BMW, model VKT 5000. Thì cái model này thì em cũng đã giới thiệu nhiều đến quý vị và các bạn trong nhiều các cái video khác nhau rồi. Đây là tay mic của nó đây. Đó. Và phía trước này là một chiếc vang cơ đời mới, mã là Q800 Plus. Và ngoài ra thì đây là cái cặp loa của chúng ta, bầu 301 CD2. Em sẽ tháo cái căng này ra cho mọi người cùng quan sát ạ. Em này thì là dòng CD2 sản xuất tại Mỹ rồi nhé. Em này thì made in USA luôn. Chép mục từ, tuy rằng là từ của nó thì không phải là từ sắt, nó là từ nhựa thôi. Nó là từ nhựa như này thôi. Đấy. Còn nguyên bụi bãi bẩn chưa qua vệ sinh gì hết, nhưng các phiến loa của nó rất là đẹp, gân của nó cũng còn rất là mới. Đấy. Đưa sát lại cho mọi người cùng quan sát cái bát loa này. Rất là đẹp, cả chiếc bên kia cũng vậy, chiếc bên này cũng vậy nha. Đây, trên bên này đây. Các tuyến loa và thùng loa rất là đẹp. Bây giờ em đang giúp em đang bật điện lên rồi. Bây giờ em sẽ giảm cái tiếng nhạc đi để chúng ta thử nghe thử xem là cái chất âm của cái con súp JBL này, JBL này nó như thế nào các bác nhá. Đây em sẽ giảm hết cái âm lượng của cái bản nhạc này đi.
súp này nó có rất nhiều chế độ chọn ở phía sau này các bác nhá. Em sẽ quay cái đứt đi lại cho mọi người cùng quân cùng xem này. Đây. Nó có rất nhiều các cái cần gạt và chế độ chơi. Đấy. Chúng ta có thể gạt tại những công tắc này để chúng ta chỉnh cái tần số của nó này. Đấy. Cũng như là chỉnh pha. Đây là cái cắt tần số này, còn đây là volume. Đó, hiện tại thì tín hiệu đi vào em đang lấy từ trên con vang này đưa xuống, đưa vào đây. Súp đánh rất là mạnh, rất là khỏe, rất là hay. Sâu trầm lắng mà nó lại không cho chúng ta cảm giác bị đau đầu và nghe rất là êm tai. Vừa êm tai nhưng mà lại rất là uy lực các bác nhá. Không cảm giác bị đau đầu. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ tăng nhạc trở lại. Sau đó chúng ta sẽ test thử một đoạn karaoke với cái bộ cấu hình như thế này. Thì trước khi đi vào test thử karaoke thì em cũng sẽ báo giá luôn các cái sản phẩm này các bác nhá. Ví dụ như em đẩy Am Crow này, hàng rất là đẹp các bác nhá. Hàng đẹp khoảng trên 90%. Nguyên bãi nguyên zin, được ship trực tiếp đường bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Thì có giá là 9 triệu đúng không ạ? 9 triệu cho cái em cục đẩy công suất này. Và chiếc Sansui SE88 này thì sẽ có giá là 7 triệu các bác nhá, 7 triệu. Còn bộ mic không dây BMB VKT 5000 này thì sẽ có giá là 6 triệu 500 nghìn. Đấy. Và cặp loa của chúng ta ở đây. Cặp loa này sẽ có giá là 8 triệu 500 nghìn các bác nhá. Và em súp này thì sẽ có giá là 14 triệu. Đấy. Giá ship đường hàng không đi về Việt Nam các bác nhá. Không bao gồm phí ship nội địa ở Việt Nam. Bác nào mà có nhu cầu về các cái sản phẩm ở trên đây hoặc cả cái bộ dàn như này thì hãy inbox riêng cho em. Đấy, inbox riêng cho em theo cái số điện thoại này các bác nhá. Đấy, đây. Và bên sẽ đi cố định máy quay lại và chúng ta sẽ cùng nhau test thử một đoạn karaoke với cái bộ cấu hình như thế này các bác nhá.
Video clip của em đến đây sẽ được kết thúc. Xin chào.